Cậu bé này là một thiên tài nhí. 7 tuổi đã tự học cách chơi cờ vua một mình. Khi những đứa trẻ khác còn đang bập bẹ từng chữ, em lại trốn trong góc đọc bách khoa toàn thư. Lúc 5 tuổi, bố mẹ biết cậu bé thích đàn nên đã mua cho em một chiếc đàn để cậu bé có thể tự giải trí. Đứa trẻ này tên là Vitus. Trong một buổi tiệc gia đình, có một vị khách đã phát hiện ra được quyển nhạc phổ của Vitus. Ông ta cười nhạo mẹ Vitus thích ra vẻ, vì đây đều là những ca khúc cần trình độ cao mới có thể chơi được. Một đứa bé làm sao có thể trình diễn được cơ chứ? Mẹ cũng hơi bất ngờ vì bản thân bà cũng không am hiểu về lý thuyết âm nhạc. Bố muốn Vitus đang ngồi trong góc ra biểu diễn cho mọi người xem, nhưng cậu bé không chịu. Ông bố cứ thế ôm cậu bé lên, đưa cậu đến trước piano. Màn biểu diễn đáng kinh ngạc của Vitus khiến khán giả sững sờ. Sau khi bản nhạc kết thúc, họ đều vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ thấy Vitus cúi đầu nhẹ rồi lại trốn vào trong góc. Buổi tối hôm đó, bố mẹ rất vui mừng, con trai có tài năng như thế, sau này sẽ không cần lo lắng gì nữa rồi. Nhưng Vitus lại không hề vui chút nào. Cậu bé vốn dĩ thích chơi cùng với ông nội, một người thợ mộc. Nhưng bố mẹ sợ chiếc cưa sẽ làm tay của con trai bị thương, nên đã cấm cậu chơi với ông nội. Vốn dĩ cậu rất thích nói chuyện với chị bảo mẫu Isabel, nhưng bố mẹ lại đuổi chị đi. Vì bố mẹ cảm thấy những thứ có thể khiến Vitus phân tâm có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến thiên phú của cậu ấy. Cuối cùng, Vitus không chịu nổi sự quản giáo gắt gao của bố mẹ nữa. Trong lúc tức giận, đã tự nhốt bản thân trong phòng. Cho dù bố mẹ có đập cửa, cậu bé cũng xem như chẳng có gì. Cách để giải tỏa cảm xúc chính là chơi đàn một cách điên cuồng. Đàn từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, bố mẹ bắt đầu uy hiếp. Nhưng trên mặt Vitus lại lộ ra một nụ cười. Vài năm trôi qua, Vitus giờ đã 12 tuổi. Thỉnh thoảng cậu bé sẽ đàn ở nhà, khán giả chỉ có bố mẹ của cậu. Tuy rằng Vitus đã học vượt cấp, lên hẳn cấp 3, nhưng tính cách của cậu bé rất khó gần nên bị các bạn học tẩy chay. Cậu vốn dĩ muốn giải tỏa cảm xúc nhờ chiếc đàn piano, nhưng thầy piano lại ngăn cản. Khi đàn phải nhã nhặn chứ không phải thể hiện kỹ thuật. Mẹ muốn Vitus thể hiện khả năng trước một nghệ sĩ piano. Cậu thẳng thừng từ chối. Con hãy xem như là đàn vì mẹ đi. Tại sao con lại phải đàn vì mẹ chứ? Trong một đêm sấm chớp, Vitus cuối cùng không thể chịu nổi được nữa. Cậu cầm chiếc cánh rơi mà trước đây đã từng chơi và bước ra ban công. Đây là món đồ chơi mà ông nội đã làm cho cậu khi còn nhỏ, cũng là ký ức thời thơ ấu đáng nhớ của Vitus. Lúc này, mẹ nghe thấy tiếng động nên đã đến xem thử. Nhưng trên sàn nhà chỉ còn lại đôi giày. Bà ấy nhìn xuống dưới, Vitus đang nằm bất động. Vitus ngã từ tầng 2 xuống, giữ được mạng sống một cách thần kỳ. Nhưng cậu bé thiên tài trước đây không còn biết chơi cờ nữa. Khi ra viện, cậu bé còn nhận nhầm chiếc xe của gia đình. Một chồng sách dày cộp giờ đây trở nên khó hiểu với cậu. Khi bác sĩ kiểm tra trí tuệ, phát hiện ra Vitus đã trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác. Vitus của bây giờ không chỉ quay về trường tiểu học, mà đến piano cũng không biết chơi nữa. Nhìn thấy con trai không còn thông minh như trước, mẹ bắt đầu nổi giận. Chẳng phải con chỉ bị ngã và thương ở đầu thôi à? Vitus đứng lên, đi về phía mẹ. Xin lỗi mẹ. Bây giờ Vitus cũng trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Mẹ cũng bắt đầu mềm lòng, quyết định không ép buộc con trai nữa, cũng không quản giáo chặt chẽ. Bà cho phép cậu đạp xe, đi chơi với ông nội. Nhưng vào một lần, khi Vitus đang đi dạo trong tiệm băng đĩa, cậu đã gặp được người bảo mẫu trước kia, Isabel. Tiếc thay, Isabel lúc này đã không nhận ra cậu bé nữa. Cậu cố tình đợi chị Isabel ta làm, nhưng cậu không biết Isabel đã có bạn trai. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Vitus tan vỡ. Nhưng cậu không hề từ bỏ, vẫn lén nhìn Isabel trong tiệm băng đĩa. Cứ như thế một thời gian, Isabel cũng nhận ra cậu bé này. Và một hôm, Vitus nghe lén được, bọn tôi chia tay rồi. Cậu bé không hề do dự mà ra đòn tấn công. Này, hãy nghe thử bài này đi. Isabel đeo tai nghe vào, lại nghe được giọng hồi nhỏ của bản thân. Vitus! Thì ra lúc còn nhỏ, Isabel rất thích ca hát. Vitus thì dùng piano để đệm cho cô hát. Nhạc mà cô vừa nghe chính là nhạc mà Vitus lấy ra từ đoạn phim ghi hình. Sau khi nhận ra nhau, cậu ấy đã bắt đầu cuộc tấn công thứ hai. Mặc bộ đồ vest người lớn, hẹn Isabel đến nhà hàng để ăn tối. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc tặng nhẫn cho Isabel. Theo dữ liệu thống kê, phụ nữ thường nhỏ hơn người mình yêu 7 tuổi. Nhưng tuổi thọ trung bình của đàn ông lại thấp hơn phụ nữ 7 tuổi. Bọn họ sẽ phải ở quá 14 năm. Chúng ta sẽ chết chung một năm. Khi chúng ta ở bên nhau, cả hai sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Thì ra Vitus không hề mất đi sự thông minh trước kia. Việc trở nên ngu ngốc, nhát gan và yếu đuối đều là do cậu nhóc giả vờ. Trước lời tỏ tình của cậu bé, Isabel đã thẳng thắn từ chối. Nhưng chưa kịp thất vọng, Vitus lại nhận được tin xấu mà mẹ báo. Ông nội mà Vitus yêu thương đã bị gãy xương toàn thân và phải vào viện. Ông ngã khi đang sửa chữa mái nhà. Vitus nghe xong thấy đau lòng vô cùng. Vào lúc nửa đêm, ông nội tỉnh lại. Ông không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cười tươi. Ông nói với Vitus, mình không hề rơi từ mái nhà xuống, mà là cầm theo công cụ chạy tới sân bay. Ông đã chọn một chiếc máy bay mà mình thích, mạo hiểm thực hiện chuyện trước giờ mà mình khao khát muốn làm. Cho dù ông đã già yếu, cơ thể còn bị thương,
Nhưng so với cuộc sống tẻ nhạt của một người già thì ông thà thực hiện ước mơ dù chỉ là một lần. Sau khi Vitus nghe xong rất cảm động, cậu quyết định sẽ nghe theo tiếng lòng của mình một lần. Một mình cậu bé đi đến sân bay, trèo qua hàng rào thật cao kia, giống hệt ông nội, cậu đã bước vào một chiếc máy bay. Dựa vào các tài liệu đã đọc, cùng với việc bay thử với ông nội, Vitus sớm đã quen thuộc với những thao tác trên này. Khi phi hành viên phát hiện ra thì động cơ sớm đã khởi động rồi. Cùng với tiếng đàn piano du dương, Vitus bay lượn dưới ánh mặt trời ấm áp, vượt qua núi cao, vượt qua mảnh đất rộng lớn. Vitus đã đến được với nơi trước giờ mình vô cùng muốn đến. Đó là một căn nhà xa hoa của một nghệ sĩ piano. Sau khi hạ cánh an toàn, Vitus đi xuống máy bay. Nghệ sĩ nhìn thấy cậu bé, đầu tiên vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó lại nở nụ cười. Vì trước đó, khi Vitus và mẹ cãi nhau, bà ấy đã nhận ra tài năng của Vitus. Cuối cùng, Vitus 12 tuổi, đã trở thành một nghệ sĩ piano. Cậu bé biểu diễn trong sảnh âm nhạc hoàng gia. Còn cô nàng Isabel mà cậu bé thích cũng tặng hoa cho cậu trong buổi biểu diễn. Một chàng trai kỳ tài bị bố mẹ gò ép để có được sự tự do giống với bạn cùng trang lứa. Cậu nhóc đã học cách ẩn giấu bản thân. Chỉ khi Vitus giả vờ ngu ngốc mới có thể trốn tránh được mọi chuyện. Sự ra đi của ông nội giúp cậu hiểu ra mỗi người đều có một ước mơ, nhưng luôn thiếu dũng khí để theo đuổi ước mơ đó. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!